Chào ngày mới tất cả các em Chào mừng các em trở lại với chiến dịch gieo văn của đi học văn chị Hiên Đã bạn nào dạy chưa nhở? Các em ơi dạy chưa, dạy chưa, dạy thôi Nào, dạy và học cùng chị nhá, được không? À ok, đã bắt đầu có những bạn đầu tiên rồi này Nào bạn nào dạy rồi điểm danh cùng với chị nhá À xin chào An Nguyễn, xin chào Uyên Nhi ừ, Chúc các em một ngày mới tốt lành nhá À ok <laughs> Xin chào các bạn ừ, Xin chào An Nguyễn, xin chào em Xin chào Thảo này Ok Các bạn giữ đúng lời hứa với chị chứ đúng không Cố gắng nhá, trong tuần này chúng mình sẽ Ngày nào chúng mình cũng dậy sớm để học thuộc Những kiến thức liên hệ mở rộng Được không nào à, Ok, xin chào Lam Phượng ừ, Cả thư nữa này Rồi Quỳnh Anh Đó những bạn rất chăm chỉ, hồng mến Uhm, vượt buổi tối hôm qua chị gặp các bạn thôi đúng không sáng hôm nay chúng mình lại cùng với nhau học tập tiếp uhm, xin chào linh phương xin chào savia nguyễn này uhm, xin chào em xin chào phạm linh xin chào các bạn <laughs> có buồn ngủ không <laughs> các bạn có buồn ngủ không các bạn dậy lâu chưa uhm, xin chào hương giang chào em uhm, ok đây này tinh thần các bạn học nhiều như thế này tinh thần học khí thế như thế này thế mà sao lại rất ít bạn thực hiện thử thách của chị nhỏ buồn thế không biết ừ các bạn không làm thử thách gì cả thử thách đấy là chị đưa ra để cho các em ôn tập và các em làm quen với cả những gì mà chúng mình đang học mà đó hãy cố gắng hoàn thành thử thách nhá được không Ừ. Bạn nào hoàn thành thử thách thì mới được tính là tham gia đầy đủ cả 7 buổi chậu của chiến dịch này luôn Được không nào? À ok Chào em nhá, xin chào anh Kim, xin chào bổn tâm ừ. Rồi ok rồi Cố gắng lên các bạn nhá <laughs> Ôi không dậy sớm 2 giờ rồi chị Ồ. À ok, xin chào Hoàng Thiên Nhã, chào các em Ừ, chào Ngân Lam. À các bạn ơi, nếu như ngày hôm qua chúng mình học về hai dẫn chứng liên quan đến bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng mình lại tiếp tục với hai dẫn chứng liên quan đến bài thơ Đoàn thuyền đánh cá các em nhé có bạn nào mà ghi lại ghi chép lại thành một cái cuốn sổ tay riêng ấy thì có thể khoe với chị được không? Ừ, có thể chia sẻ với chị được không? và thêm thế nữa là bên cạnh những dẫn chứng chị đưa ra và học thuộc cùng các bạn thì những bạn khác cái tinh thần học tập của các em và cái tinh thần chia sẻ với mọi người này các em đã để lại những cái dẫn chứng rất là hay ở dưới phần bình luận thì những bạn khác cũng có thể coi đó là những phần chia sẻ bổ ích để có thể có cho mình những dẫn chứng hay nhá được không? ừm ok đó rồi và trước khi đến với cả buổi học ngày hôm nay hãy cùng chị ôn lại một chút xíu về ngày hôm qua nhé để chúng mình không bị quên ngày hôm qua chúng mình đã được học thuộc học thuộc luôn rồi đấy một nhận định về bài thơ về tử đội xe không kính nhận định của nhà văn nguyễn văn thọ này rồi chúng ta cũng được học một cái dẫn chứng liên hệ mở rộng nữa có bạn nào còn nhớ không ừ đọc lại cùng với chị nhé các em đọc lại cùng với chị nhé nhận định của nhà văn nguyễn văn thọ uh, nói về cái đề tài sáng tác này Nói về cái phong cách sáng tác của tác giả Phạm Tiến Duật là gì nhỉ? Ừm, thơ ông mang hơi thở của cả một thời đại Nhưng với khí phách của ngang tàng và... Và gì nhỉ? Khí phách ngang tàng và kiêu bản của người lính thời chống Mỹ Nhớ chưa? Nào các bạn nhớ chưa? Và thơ ông có sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận Đó, nhớ nhá các bạn phải ghi nhớ đúng không chứ hôm qua chúng mình học rồi hôm nay lại quên là toi đấy được không nào được không nhá hôm qua chúng mình học rồi mà hôm nay lại quên là không được đâu đó là cái nhận định đầu tiên nhớ chưa nhắc lại này thơ ông mang hơi thở của thời đại nhưng bằng một khí phách ngang tàng và kiêu bạt của người lính thời chống mỹ thơ ông mang sức mạnh của cả một binh đoàn trùng trùng ra trận nhận định của nhà văn nguyễn văn thọ về thơ của phạm tiến duật rồi bên cạnh đó chúng mình cũng đã cùng nhau học thuộc một dẫn chứng trong bài thơ chim lạc bay của tác giả phạm tiến duật đúng không nào khi lên xe ta chưa quen nhau lúc xuống xe ta đã thành bè bạn ta tựa lưng vào bốn năm tấn đạn chúng ta đi đường dài rồi gì nữa nhở mấy trăm xe và mấy trăm người nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc những trái tim xếp theo hàng dọc suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu nào các bạn thuộc chưa thuộc cùng với chị chưa nhá đó thì đó là ôn tập lại một chút xíu về kiến thức ngày hôm qua bạn nào mà quên rồi nhá là phải xem lại ngay lập tức được không ừ a à, quỳnh quỳnh nộp bài ngày một rồi à ừ rồi rất là tốt cố gắng lên nhá ừ Ừm rồi ok bài tập của các bạn nộp về chị sẽ đọc và xem là có những cái lỗi nào mà các bạn hay cái mắc không để chị nhắc nhở trong những buổi học sau nhá được không nào ở ừ, đấy đang gọi các bạn vào học đây này à quỳnh anh trích luôn được cả nhận định ra này rất là tốt ok không rồi nhá đó là về bài thơ về tiểu độ xe không kính thì bên cạnh hai nhận định đó à bên cạnh hai dẫn chứng đó thì vẫn cũng còn rất nhiều những dẫn chứng liên quan khác các em cũng có thể áp dụng trong bài viết của mình nhá và chị cũng đã hướng dẫn cái cách mà chúng mình áp dụng rồi đúng không vậy thì ngày hôm nay cùng đến với thi phẩm đoàn thuyền đánh cá của huy cận nhá được không nào chúng mình có dẫn chứng liên hệ với đoàn thuyền đánh cá được không của huy cận như thường lệ chị vẫn sẽ đem đến cho các bạn một nhận định và một dẫn chứng hay tiêu biểu còn các em sẽ có thể sưu tầm thêm đúng không sưu tầm thêm và học thêm nhưng chị muốn rằng là buổi học của chúng mình sẽ không trôi qua mà chị chỉ thuần chia sẻ mà sẽ cùng với các em học thuộc luôn để chúng mình không bị lãng phí những phút giây buổi sáng trong lành và nó học thuộc rất là vào rất là bổ ích như thế này ok chưa nhá vậy đầu tiên chúng ta sẽ đến với dẫn chứng đầu tiên ạ à? một cái nhận định được không chúng ta đến với một cái nhận định nhá Chúng ta sẽ đến với cả một cái nhận định. Được không nào? Thì nếu như mà các bạn biết rồi ấy thì tác giả ừ, tác giả của à, thì tác giả Huy Cận và tác giả Xuân Diệu là hai người bạn khá là thân thiết. Đó. Cho nên là đã khiến cho mà nhà văn tô hoài ở trong cát bụi chân ai đã khắc họa lại đã miêu tả lại rằng là mối quan hệ giữa họ thân thiết đến nỗi mà người ta tưởng chừng như là họ có cả mối quan hệ tình cảm vậy đấy kiểu như vậy cho nên là chị cũng có một cái nhận định của nhà thơ xuân diệu dành cho tác giả huy cận của chúng mình nhận định đó như sau các em hãy cố gắng học thuộc cùng chị nhé huy cận chắc là có nhiều bạn biết đến nhận định này rồi đúng không huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt được không nào gì nữa nhở có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật ok chưa đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận Thấy chưa nào? Và đặc biệt này có một hình ảnh rất hay Đây là nhà thơ có Đây là nhà thơ Có Cái nghiêng tai kỳ diệu Nhớ không? Có cái nghiêng tai kỳ diệu Đây là một nhận định Của Xuân Diệu được không nào? Đó. Thấy chưa? Ok không? Nhá. Nào, cùng đọc lại với chị nhận định này nhá. <laughs> Huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt, có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận. Đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu. Nói một chút về ý nghĩa của nhận định này, đó là tác giả xuân diệu đã đề cập đến cái gì ạ đề cập đến cái đề tài sáng tác và cái năng lực cảm nhận cuộc sống để đưa lên trang thơ của tác giả huy cận ông cảm nhận cuộc sống ông cảm nhận được những cái biểu hiện tinh vi của tạo vật và cảm nhận được cả những cái biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận ở đây xuân diệu còn đề cập đến cả cái đề tài sáng tác của huy cận nữa huy cận thì có một cái nguồn cảm hứng vô tận với cả thiên nhiên và vũ trụ đúng không cho nên là có vẻ như ông rất là nhạy cảm tác giả huy cận của chúng mình rất là nhạy cảm với những cái biểu hiện từ cuộc sống bên ngoài từ thiên nhiên vũ trụ rồi từ đó thì ông khắc họa vẻ đẹp đó khắc họa những cái sắc thái khác nhau của thiên nhiên của vũ trụ để rồi qua đó thì bộc lộ bộc lộ cái tình cảm hoặc là bộc lộ cái tâm trạng của mình và đặc biệt nhá hình ảnh cái nghiêng tai kỳ diệu này để sẽ giúp cho cái nhận định này mà các em có thể sử dụng trong rất nhiều phần phần mở bài chẳng hạn dẫn dắt vào đó là gì nhỉ à, trong nền văn học việt nam hiện đại chẳng hạn tác giả huy cận à, nổi bật với một hồn thơ như thế nào một hồn thơ mà đi từ sự sầu muộn âu lo đúng không để đến với không khí của cuộc sống mới để đến với những gì hào sảng để đến với những gì ạ đúng không để đến với sự đổi mới, rộn ràng, vui tươi. Hồn thơ của Huy Cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt, có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận. Đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu và cái nghiêng tai ấy đã đã gì nhỉ? Đã lắng nghe được hơi thở của cuộc sống mới nơi những người dân trải đang hăng say lao động được khắc họa rất rõ ràng hoặc được khắc họa thật ấn tượng qua bài thơ đoàn thuyền đánh cá ví dụ như vậy được không nhá thì chúng mình có thể sử dụng cái nhận định của tác giả xuân diệu khi mà chúng mình viết mở bài hoặc là trong quá trình chúng mình phân tích chúng mình uh, phân tích những câu thơ mà có cái sự cảm nhận tinh tế những hình ảnh vô cùng lãng mạn trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá thì chúng mình cũng có thể đưa nhận định này vào đúng như xuân diệu đã từng viết chẳng hạn được không ok nhá rồi vậy thì bây giờ hãy cùng với chị học thuộc nhận định này thứ nhất này nhận định này có hai câu câu đầu tiên cái câu thứ hai thì khá là dễ nhớ bởi vì nó có những cái hình ảnh rất là ấn tượng đúng không đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu các em có thể thuộc trước được cái câu này này được không đặc biệt là cái hình ảnh cái nghiêng tai kỳ diệu các em có hiểu được không cái nghiêng tai kỳ diệu ở đây nhá ừ. cái nghiêng tai kỳ diệu ở đây là ý chỉ là huy cận biết lắng nghe những cái hơi thở của cuộc sống. Cái câu cá nhân tai kỳ diệu này nó là một cách nói hình tượng cho tất cả những gì mà xuân diệu thể hiện ở bên trên. Được không nào? Ok nhá. Rồi, đó. Uhm. Ok không? Rồi, vậy là bây giờ chúng mình sẽ học thuộc cái nhận định này để chúng mình tận dụng luôn cái khoảng thời gian buổi sáng này nhá. Thứ nhất, huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt câu đầu tiên khẳng định này ý đầu tiên khẳng định huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt năng lực cảm nhận cuộc sống được không nhá ok chưa năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt ôi cái này bút này nó bị nhòe mất rồi đợi chị nhá chúng mình sẽ lấy một cái bút khác để nó đỡ bị nhòe đây rồi năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt có thể nghe được những biểu hiện tinh vi nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận nhớ chưa huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt có thể nghe được những biến đổi tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu được chưa nào ok nhá nhắc lại cùng với chị này thứ nhất là Ông có năng lực cảm nhận cuộc sống rất đặc biệt Được chưa? Năng lực cảm nhận cuộc sống đặc biệt Năng lực ấy đặc biệt như thế nào? Có thể nghe được những biến đổi tinh vi của tạo vật Đầu tiên là những biến đổi tinh vi của tạo vật nhá Những biến đổi tinh vi của tạo vật Rồi mới đến cái gì ạ? Biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận Đầu tiên là những biến đổi tinh vi của tạo vật Rồi mới đến là những biểu hiện À những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận từ tạo vật nhỏ bé đến vũ trụ vô cùng vô tận hiểu chưa rồi đấy nào nhắc lại cùng với chị nhá huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt được không huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao của vũ trụ vô cùng vô tận được không ừ đó đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu À xin chào Giang Không hiểu sao phần like với phần thông báo của em trên page bị mất tiêu ừ, Chị vẫn thấy được phần bình luận của em này Được không nhá ừ, Chị cũng không hiểu là lỗi kỹ thuật như thế nào Nhưng mà cố gắng chúng mình tập trung vào học nhá Rồi Huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt được không? Huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt Có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật Đến À, có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật Đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận Chị nhắc lại này, nhắc lại cùng với chị nhá Học thuộc luôn Lần đầu tiên này Huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt Được chưa? Ok chưa? Nhá, đặc biệt như thế nào? Có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật Đến những biến đổi lớn lao của vũ trụ vô cùng vô tận đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu Được không nào? Ok nhá Rồi, nhắc lại nào, nhắc lại cùng với chị Các em thuộc chưa? Các em, các em thuộc chưa? Các bạn đã thuộc chưa nào? Huy Cận có nột năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt Có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật Đến những biến đổi lớn lao của vũ trụ vô cùng vô tận Đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu Ừ, xin chào tấn phát xin chào các em nào các bạn các em đã thuộc được chưa các bạn thuộc chưa nhở ừ, các bạn thuộc chưa nhở nào các em thuộc chưa bạn nào thuộc rồi điểm danh chị biết nào thuộc chưa nào các em tự nhẩm lại nào nhẩm lại cùng với chị nhé Huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt, có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biểu hiện lớn lao của vũ trụ vô đến những biến đổi lớn lao của vũ trụ vô cùng vô tận. Đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu, được không nào? Ok nhá. Ừ. Uhm. À gần thuộc rồi, cố gắng lên. Nhận định này hơi dài một chút xíu nhá. À chưa thuộc kỹ, đây rồi, nhớ ghi lại và có thể dùng bút highlight đánh dấu những cái từ khóa để chúng mình thuộc được nhá ừ rồi ok ừ đúng rồi học qua bài này rồi thì chị mới muốn nhắc đi nhắc lại để các bạn nhớ được nắm được kỹ hơn được không được không nào à hương giang thuộc rồi này tốt quá ok cố gắng lên các em nào nhắc lại cùng với chị nhá huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao của cuộc sống vô à, của vũ trụ vô cùng vô tận được chưa đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu rồi rất tốt rất tốt ừ. đâu nhở ừ trong bài viết à ừ đấy nhở ừ chị cảm ơn mi ngân nhá từ nãy đến giờ thì chị vẫn hay đọc là biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận đúng không? Ừ, chị xin lỗi chúng mình hãy cố gắng là học thuộc đúng theo, đúng theo cái trích dẫn, đúng theo cái lời nhận định của Xuân Diệu nhá Nhắc lại này, Huy Cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt Có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận được không ừ, bởi vì chị cũng học thuộc giống như các bạn ấy nên là đọc đi đọc lại xong rồi chị không nhìn vợ nữa cho nên là có những cái từ mà nó có nó nó kết nối như vậy ấy là hay bị nhầm đấy đúng không em, em cố gắng là học phải nắm chắc được và phải nắm chính xác nhá nắm chính xác bởi vì chúng mình đã trích mà đặt trong một kép rồi ấy thì phải trích chính xác nó ra hiểu chưa huy cận có năng lực cảm nhận cuộc sống thật đặc biệt được không? Có thể nghe được những biểu hiện tinh vi của tạo vật đến những biến đổi lớn lao trong vũ trụ vô cùng vô tận. Đây là nhà thơ có cái nghiêng tai kỳ diệu. Ok chưa nào? Ok không? Được không? Các bạn xong phần này chưa? Đấy chưa nào? Nhá. Ừm. Cố gắng lên, cố gắng. Và quan trọng là chúng mình nhắc đi nhắc lại ở những ngày khác nhau nữa thì để một buổi học xong, chúng ta không phải là học chỉ để nhớ trong khuôn khổ buổi học đó Mà chúng ta còn phải để nhớ về mai sau nữa cơ mà Đúng không nào? Ừ, đó, ok nhá Rồi, xong về nhận định Chúng ta có thể đến phần 2 nào Phần 2 có một cái đoạn thơ liên hệ Đó, à, rồi Nhá, thường ý, thường cái cái nhận định này có thể sử dụng trong mở bài hoặc là trong thân bài, trong phần đánh giá. Còn phần kết bài thì chị thấy rằng là nếu như mà sử dụng cái nhận định này trong kết bài thì nó rất là đáng tiếc với cái hình ảnh cái nghiêng tai kỳ diệu này. Chúng ta không khai thác được nhiều, được không? Cho nên là các em có thể sử dụng nhận định này trong phần mở bài hoặc là phần thân bài khi phân tích nhá ok chưa nào rồi đó là về nhận định liên quan đến tác giả huy cận một nhận định của nhà thơ xuân diệu các em ghi nhớ đấy nhớ chưa nhớ cả tác giả có nhận định đó bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái đoạn thơ để liên hệ mở rộng có liên quan đến bài thơ đoàn thuyền đánh cá ở đây chị tìm kiếm những cái đoạn thơ liên hệ mở rộng dựa trên tiêu chí đó là gì chị muốn tìm những bài thơ của tác giả huy cận của chính tác giả huy cận luôn bởi vì đoàn thuyền đánh cá nó giống như là một cái trang mới giống như là đem đến một cái hơi thở mới một cái không khí mới cho hồn thơ của huy cận vậy nếu như trước cách mạng, đây là một nhà thơ rất đặc biệt Trước cách mạng thì hồn thơ Huy Cận rất là buồn sầu, rất là ảo não Là gì ạ? Rất là cô đơn Đó là ừ, sóng gọn tràng giang buồn điệp điệp Con thuyền xuôi mái nước song song Thuyền về nước lại sầu trăm ngả Củi một cảnh khô lạc mấy dòng Những câu thơ trong bài thơ tràng giang của tác giả Huy Cận Chúng ta thấy nhuốm một cái màu buồn Buồn của sự cô đơn buồn của sự lạc lõng, buồn của sự bơ vơ đúng không nào? Nhưng mà hôm nay thì chị không chia sẻ với các bạn bài thơ đó. Đó là một bài thơ rất là phổ biến rồi. Thì các em có thể chủ động tìm kiếm lại nếu bạn nào chưa biết nhá. Còn ở đây chị đem đến cho các bạn một đoạn thơ mà cũng ra đời vào cái giai đoạn sau cách mạng, nó cũng đem đến một cái không khí hồ hởi, hứng khởi tràn đầy sức sống nó khác hẳn với cả một huy cận trước cách mạng được không nhưng vẫn viết về đề tài thiên nhiên và vũ trụ rộng lớn để thấy được rằng là đoạn thơ này chúng ta có thể liên hệ mở rộng uh, với cái nội dung liên quan đến những hình ảnh trong đoàn thuyền đánh cá hoặc để chúng ta mở rộng thêm về sự đổi mới về sự sang trang của hồn thơ huy cận trước và sau cách mạng được không nào ok chúng ta có đoạn thơ như sau Mưa xuân trên biển yên bãi được không? Mưa xuân trên biển yên bãi. Mưa xuân trên biển yên bãi. Rồi, tôm cá chắc đầy phiên chợ mai. rồi gì nữa ạ à? sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ rồi gì nữa nhỏ đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài Tiếp tục này những cái hình ảnh này. Em bé thuyền ai ra dỡ nước. Em đã từng nghe đến bài thơ này chưa? Rồi mưa xuân tươi tốt cả cây buồm. tiếp tục này biển bằng không có dòng xuôi ngược gì nữa nhỏ đó là cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Đó, đây là một bài thơ của à, đây là một đoạn thơ trích trong bài Mưa Xuân. Trên biển của tác giả Huy Cận luôn. Ok chưa? Cũng của tác giả Huy Cận luôn. Ừ, đó. <laughs> Sao thế nào các em đang thắc mắc gì ạ? À. à. <laughs> ok. A à, lịch chị phát trực tiếp buổi tối thì cố định vào thứ hai thứ tư và thứ bảy được không đấy là buổi tối còn buổi sáng thì trong chiến dịch này là buổi sáng nào chị cũng phát trực tiếp với các bạn trong một tuần này luôn chiến dịch diễn ra trong 7 ngày và tất cả các ngày trong tuần chị sẽ dậy sớm cùng với các em được không đây nhá đây sắm tết sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ vài khóm thuyền đỗ được không vài khóm thuyền đỗ ở bến tàu chẳng hạn đấy nhá thấy chưa ừ ok đó bây giờ hãy cùng với chị học thuộc đoạn thơ này nhá các em đọc đoạn thơ này lên các em có hiểu được không cái quan trọng chị không không phải là muốn các bạn phân tích thật là kỹ đoạn thơ này mà chị muốn là các em hiểu được cái không khí mà tác giả huy cận đem đến trong đoạn thơ này ở đây nhá Mưa xuân trên biển yên bãi Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm Tết thuyền về răm khóm đỗ Đảo xa thăm thẳm vẹt mưa dài Đây hoàn toàn là một cái khung cảnh Đúng không? Khung cảnh này có những cái yếu tố của thiên nhiên Trong mưa xuân thì đây là một cái bãi Một cái bãi đỗ thuyền ấy Rất là yên ả nhưng mà chúng ta không cảm nhận được cái sự buồn sầu âu lo gì ở đây chúng ta không cảm nhận được cái sự cô đơn ở đây mà chúng ta cảm nhận được một cái không khí vui tươi được không một cái không khí vui tươi à, nó thể hiện qua hình ảnh là tôm cá chắc đầy phiên chợ mai rồi sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đấy Đúng không? Và nó còn cụ thể hơn ở đoạn thơ tiếp theo này Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Thuyền bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Cho thấy được một cái cuộc sống rất là đủ đầy Đúng không? Và đọc câu thơ, đọc đoạn thơ này lên Chúng mình cảm giác được cái sự ấm áp cái sự đoàn tụ, cái sự ấm áp nó trải dài trong suốt cả một đoạn thơ Nó không phải là cái sự buồn sầu ảo não nữa rồi thì đây là một cái đoạn thơ ra đời trong cái giai đoạn sáng tác sau cách mạng của tác giả huy cận đó cho nên là hãy cùng với chị học thuộc và các em có thể liên hệ mở rộng với bất cứ một cái đoạn thơ nào trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá để mở rộng thêm về cái khí thế để mở rộng thêm về cái sự đổi mới trong không khí mà huy cận đem đến trong những trang thơ không phải là một cái không khí cô đơn giận ngợp ảo não Đúng không nào? Mà ông hay viết trước cách mạng mà bây giờ cũng viết về thiên nhiên và vũ trụ nhưng Huy Cận lại đem đến một cái không khí mới, không khí hăng say lao động hay đó cũng là một cái không khí ấm áp, đúng không nào? Một cái không khí ấm áp của cuộc sống đủ đầy, hai chấm trích thơ ra, Thấy chưa? Nhá. Đấy chưa nào? Ok không? Ừ. Được không nào? Nhá. Các em hiểu chưa? Ừ, đó. Mưa xuân trên biển yên bãi Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm Tết thuyền về dăm khóm đỗ Đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài Nào các bạn đọc lại cùng với chị Ở đây có 8 câu để chúng mình chia ra làm hai khổ nhỏ nhé à, Chia ra làm hai khổ nhỏ để chúng mình học này Đầu tiên Mưa xuân trên biển yên bãi Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Nó là những cái câu thơ Đây là những câu thơ mà À, mưa xuân trên biển yên bãi thì có 6 chữ như câu tiếp theo này tôm cá chắc đầy phiên chợ mai có 7 chữ sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đảo xa thăm thẳm vẹt mưa dài cảm giác như là mỗi cái khổ 4 câu này như là một bài thơ thất ngôn đúng không đúng không nhá như là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt vậy nhưng mà ở đây câu đầu tiên là có 6 chữ Đúng không nhưng mà cái không khí mà chúng mình đọc lên nó mang cái âm hưởng như là một cái bài thơ thất ngôn tứ tuyệt vậy mưa xuân trên biển yên bãi tôm cá chắc đầy phiên chợ mai sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đảo xa thăm thẳm về mưa dài được không nào nhá những câu thơ đầu tiên học cùng với chị mưa xuân trên biển yên bãi tôm cá chắc đầy phiên chợ mai được không rồi gì nữa nhở sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài được không nào ok chưa ừ. nhá mưa xuân trên biển yên bãi tôm cá chắc đầy phiên chợ mai sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đảo xa thăm thẳm vệt mưa dài được không nào à ở đây có một thắc mắc của bạn Hồng Vân đó là ở đây là yên chỗ hay là yên bãi thì chị có hai nguồn một nguồn là chị tìm kiếm là một bài bình luận phân tích rất là hay và mở rộng đối với đoạn thơ này thì trích là yên bãi nhưng mà một nguồn khác ở trên thi viện net thì là um, thì là nêu rằng là yên chỗ được không thì là nêu rằng là yên chỗ đó thì thôi được rồi chị nghĩ rằng là có thể theo ở trên thi viện các em nhé ư ừ, cái điều này nó rất là bình thường thôi khi mà chúng ta tìm kiếm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng ấy thì có nhiều nguồn thì các em cố gắng là tìm kiếm ở nhiều nguồn nhá có nghĩa là có được cái đoạn thơ đấy trong tay rồi thì hãy tìm kiếm xem là có những cái bản ghi khác về đoạn thơ đấy không được không được không nào chỗ này là yên chỗ đi được chưa thôi chốt với chị là yên chỗ nhá theo thi viện chấm được chưa được không nào ok đó nhá ừ ừ ok rồi và đây này đây là khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài thơ Ở giữa nó có một cái khổ thơ nữa cơ Nhá ừ. <laughs> Được không? Biển bằng nhá Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Ok chưa? Rồi Rồi ok Nào các bạn bây giờ học cùng với chị nhé, ừ. <laughs> ok nào, dễ học đúng không? Ừ. đó, ừ đúng rồi đấy chị như như chị vừa mới nói đấy, giải đáp những cái thắc mắc của các bạn nhé, giải đáp những cái thắc mắc của các bạn, đó là chúng ta có nhiều những cái nguồn để chúng ta tìm kiếm, một cái nguồn mà các em có thể tham khảo đó chính là thi viện net Đấy chưa? Đó là một cái trang mà tập hợp rất nhiều những cái bài thơ ừ. Thì ở đây thứ nhất là có sự tranh cãi giữa uh, mưa xuân trên biển yên bãi hoặc là yên chỗ Thì chị theo chị theo ở trên thi viện đó là yên chỗ các em nhá rồi là đảo xa thăm thẳm vẹt mưa dài thì chị cũng theo thi viện có nghĩa là chúng mình nếu như mà đã xác định theo cái bản ghi nào thì hãy thống nhất theo bản ghi đó nếu như ở trên này là yên chỗ theo thi viện thì ở đây sẽ là đảo xa thâm thẳm vẹt mưa dài ok không nhá được chưa đó để các bạn không bị thắc mắc nữa này được không ừ. còn để chị cố gắng có thể mua được cái tập thơ của tác giả huy cận thì sẽ là những gì mà chính xác nhất được không còn bây giờ thì chưa có điều kiện đó cho nên là các em có thể tham khảo được không các bạn có thể tham khảo nhá ừ được không? Rồi, ok Mưa xuân trên biển yên chỗ Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm Tết thuyền về dăm khóm đỗ Đảo xa thâm thẩm vẹt mưa dài Ừ, đúng rồi, thâm thẩm nhá Chị chốt là chị sẽ theo cái bản ghi ở trên thi viện Và bản ghi này cũng chú thích là những câu thơ này được tác giả sáng tác Ở Hồng Gai vào tháng 2 năm 1959 Ừ, nghe có quen quen không đó đó rồi ok nghe có quen quen không mưa xuân trên biển được không nào đó được không ừ à ok đó chết rồi sáng nay chị làm sao thế nhở ừ tiếp tục nhá ở trên bản ghi của thi viện ý thì là mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ bảo sao sao lại câu thơ đầu tiên lại có mỗi sáu chữ nhở rõ ràng là nó mang cái âm hưởng của bốn câu thơ mà giống như là trong một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt mà rồi ok thế này là không còn bàn cãi thì nữa rồi mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ nhá ok không rồi đó chết thật không hiểu là sáng nay chị bị làm sao nữa cứ sửa đi sửa lại như thế này các em ơi đây sẽ là bản chốt của chúng mình nhá. đây sẽ là bản chốt của chúng mình và chị cũng rất mừng khi mà các bạn chủ động tìm kiếm sử dụng thật là tốt những cái uh, những cái công cụ mà chúng mình có được không và các em cũng có thể coi cái trang thi viện chấm là một cái trang tham khảo gọi là đáng tin cậy được không Ừ, thật ra thì nó có tin cậy tuyệt đối hay không thì không khẳng định được Nhưng mà đó là một cái trang mà tập hợp rất là nhiều những cái bài thơ Thì các em có thể coi đó là một cái kho để chúng mình tìm kiếm, được không? Tìm kiếm và tham khảo nhá Nào, bây giờ học thuộc cùng với chị, nhanh chóng này không là hết thời gian rồi đây này Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm tết, thuyền về, dăm khóm đỗ Đảo xa thâm thẩm, vệt mưa dài ok chưa đó là bốn câu thơ đầu tiên bốn câu thơ tiếp theo bốn câu thơ tiếp theo các em có thể tách nhá có thể tách hai cái đoạn này thành hai khổ thơ đây là hai khổ thơ khác nhau ở giữa nó còn bốn câu thơ nữa cơ đúng không ở giữa nó còn bốn câu thơ nữa cơ cho nên là nếu trích ra thì các em hãy cố gắng dùng dấu chấm chấm nhá đây này các em nên dùng dấu chấm chấm như thế này không phải chấm ở đây đâu mà là chấm 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 ở giữa như thế này này để thấy được là ở giữa nó còn những câu thơ khác nữa đúng không đó rồi hơn Tiếp theo này Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Được không? Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm ừ, đó Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Thuyền bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Ok nhá Em bé thuyền ai ra dỡ nước Câu đầu tiên nói về một đối tượng có hình ảnh con người xuất hiện rồi này Chỉ một em bé thôi Nhưng mà không có cảm giác của sự cô đơn dọn ngợp Trước cả một cái không khí rộng lớn bao la là mưa xuân trên biển Đúng không nào Em bé thuyền ai ra dỡ nước Một cái hành động rất là tinh nghịch Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Được không nào Các bạn thuộc chưa Nào Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa Gạo trắng thơm Rồi, đó là những câu thơ trong bài thơ Mưa xuân trên biển Chúng ta có 8 câu thơ Nhá, tiếp tục này học lại cùng với chị này mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ tôm cá chắc đầy phiên chợ mai sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ đảo xa thâm thẩm vệt mưa dài em bé thuyền ai ra dỡn nước mưa xuân tươi tốt cả cây buồm biển bằng không có dòng xuôi ngược cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm được không ok nhá ừ, rồi mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ được không? Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm tết, thuyền về răm khóm đỗ Đảo xa thâm thẩm vẹt mưa dài Được không nào? Đó là bốn câu đầu đầu tiên Rồi đến là Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa Gạo trắng thơm Bạn nào thuộc chưa nhỉ? Có bạn nào thuộc chưa? Ừ, Em thuộc dẫn chứng này chưa? Và hãy nhớ nhá, chị chưa xóa phần phát trực tiếp này ngay Nhưng mà sẽ xóa để đảm bảo công bằng cho những bạn dậy sớm học cùng với chị Đúng không? Sẽ xóa và chị cũng tin rằng là khi mà các em tận dụng tốt được khoảng thời gian này Nó sẽ tốt hơn rất nhiều bằng việc là chúng mình xem xong rồi để đấy rồi lại Kiểu như là dựa vào việc là sau này xem lại ấy Đấy, thì nó sẽ không hoàn toàn tập trung được Cố gắng học thuộc luôn cùng với chị nhá Bạn nào thuộc rồi nhỉ? Có bạn nào thuộc chưa? Mưa xuân trên biển thuyền yên chỗ Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm Tết thuyền về dăm khóm đỗ Được không ạ? Đảo xa thâm thẳm vẹt mưa dài Em bé thuyền ai ra dỡ nước Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm Biển bằng không có dòng xuôi ngược Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm Ok không? Ừ. Uhm. Đó Vậy là hôm nay chị đã chia sẻ cùng với các bạn một nhận định của nhà thơ Xuân Diệu dành cho tác giả Huy Cận và một bài thơ khác của tác giả Huy Cận cũng được sáng tác vào cái giai đoạn sau cách mạng cũng là không gian của biển, của thuyền và cũng là một không gian mà tràn đầy cái sự ấm áp vui tươi của cuộc sống mới, được không? Thì các em có thể dựa vào đây để có thể liên hệ mở rộng trong bài viết của mình nhé Bây giờ thì các bạn ghi lại các bạn ghi lại giúp chị thử thách ngày 2 này Thử thách ngày 2. Thử thách ngày 2 nhá. Ừ, thử thách ngày 2 của chúng mình đó là sưu tầm. Tối thiểu hai bài thơ. Hoặc đoạn thơ. của Huy Cận, của tác giả Huy Cận ok chưa và thêm một yêu cầu nhỏ nữa là ghi rõ năm sáng tác và cách hiểu của em về bài thơ hoặc đoạn thơ đó Liên hệ mở rộng ở trong đoàn thuyền đánh cá thì chị nghĩ là rất tốt nếu như các em có cái sự đối sánh nâng cao mở rộng thêm đối sánh giữa hồn thơ huy cận trước và sau cách mạng được không nào? Cho nên là đây sẽ là thử thách ngày 2 nhá Các em ghi rõ năm sáng tác của mỗi đoạn thơ mà chúng mình sưu tầm được Và cách hiểu ngắn gọn thôi Được không? Cách hiểu ngắn gọn thôi Giống như lúc chị phân tích với các bạn ấy Có những hình ảnh nào mà em ấn tượng không? Hình ảnh đó thì cho thấy điều gì? Và cái nội dung bao quát của cả đoạn thơ đấy là gì? Được không nào? OK nhá, uhm, đó, à thêm nữa đi cho nó kỹ hơn, đó chính là vị trí liên hệ mở rộng. Nghĩa là em có thể nêu là à, đoạn thơ này có thể liên hệ mở rộng trong phần mở bài hay là khi phân tích hình ảnh nào ở trong đoàn thuyền đánh cá chẳng hạn, được không? nhá ví dụ như là ghi xong cái đoạn thơ đó xong rồi ghi ra là liên hệ mở rộng với câu thơ hoặc với khổ thơ thứ mấy trong đoàn thuyền đánh cá như vậy sẽ cụ thể hơn và giúp các em dễ học hơn nhá và nhớ nhá đây là hai bài thơ của huy cận Đấy chưa để các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa hồn thơ huy cận trước và sau cách mạng nhưng mà lại cùng một cái cảm hứng sáng tác về thiên nhiên và vũ trụ đó rồi <laughs> ngày hôm nay rất cả cảm ơn các bạn Vẫn giữ đúng lời hứa với chị Dậy sớm cùng với chị Và học cùng với chị Được không? Ừ Đến ngày mai chúng mình có thể chuyển sang một tác phẩm mới Đó là bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt Được không nào? Bài thơ Bếp Lửa của Bằng Việt Và chị sẽ kết hợp Bếp Lửa, Một Dẫn Chứng và Khúc Hát Du Những em bé lớn trên lưng mẹ một dẫn chứng Để trong ngày mai chúng mình học được hai dẫn chứng tương ứng với hai bài thơ luôn Ok không? Nhá yeah. Ừ, mm, đó một dẫn chứng của bếp lửa và một dẫn chứng của khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Rồi, ngày mai nhớ dậy sớm mà học cùng với chị nhá. Chị sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những cái dẫn chứng nó vừa mới này, nó vừa lạ nhưng mà nó lại vừa có cái sự đa năng ở trong đấy, có thể liên hệ mở rộng được ở nhiều vị trí để các em có thể áp dụng một cách tự do hơn nhá. Ok không? Ừ, đó. Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng lại tại đây. Rất là cảm ơn các em, rất cảm ơn cái tinh thần học tập của các em. Hãy cố gắng duy trì nó trong suốt chiến dịch này nhá. Và hãy cố gắng thực hiện cái thử thách của chúng mình. Mỗi ngày chúng mình có một thử thách mà nó không có gì quá lớn lao quá to tát cả. Nó sẽ giúp cho các em gọi là bắt nhịp được với cái chiến dịch này và chúng ta quen tay hơn trong việc liên hệ mở rộng trong bài viết của mình. Nhưng hãy nhớ rằng cái tiêu chí của chị cái quan điểm của chị đó là trước khi liên hệ mở rộng thì em phải hiểu được kiến thức nền của đoạn thơ đó đã của khổ thơ đó đã của bài thơ đó đã được chưa nào à ok ơ ở chỗ em không học không hát du những em bé lớn trên lưng mẹ à ừ được rồi chị hiểu nhưng mà không sao chúng mình học thêm những cái dẫn chứng nhỏ nhỏ thôi, được không? còn nếu như mà nhiều bạn không học về bài thơ này thì hãy cố gắng đọc nó để biết thêm nhé, biết thêm về những cái hình ảnh rất đẹp, những hình ảnh vô cùng ấn tượng ở trong khúc hát du những em bé lớn trên lưng mẹ và nếu như mà dẫn chứng bài thơ đó các em không quan tâm quá nhiều thì chị sẽ lại cung cấp cho các bạn những cái dẫn chứng liên quan đến bài thơ ánh trăng, được không? Ừ, đó, rồi có gì thì cứ nhắn tin cho chị nhé hoặc là có gì thì cứ bình luận ở dưới những cái phần chị phát trực tiếp như thế này để chị có thể điều chỉnh cảm ơn các em rất là nhiều và chúc các em có một ngày mới học tập hiệu quả chúc các em sẽ luôn luôn đạt được những cái điểm số hoặc luôn luôn đạt được những cái kết quả như mình mong muốn cố gắng lên và chị sẽ cùng với các bạn cố gắng trên chặng đường này còn bây giờ thì dành thời gian để chuẩn bị đi học nhá ừ, rồi cảm ơn các em rất là nhiều tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào buổi sáng ngày mai nhé bye bye